thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Theo khảo sát Hiệp hội Liên hiệp Đàn ông Việt Nam, nếu muốn trưởng thành, mỗi người đàn ông phải chi trả một khoản tiền cho các ngày lễ sau đây: tháng Giêng, Tết Nguyên Đán. Tặng quà là xứng đáng. Ngày 14 tháng 2. Đó là bổn phận của thằng con trai. Ngày 8 tháng 3. Không tặng quà là chị em phụ nữ la. Ngày 8 tháng 4. Tặng quà không có dư. Quốc tế lao động 1 tháng 5. Không tặng là cuộc đời tối tăm liền. Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Cặp mèo hổ báo cũng là quà thiếu nhi. Du Lan tháng 7. Không chở đi ăn chay lại vậy nãy à. Tháng 8 nhu thu. Không có thập cẩm hai trứng nữa cho đi tu. Tháng 9 quốc thánh. Vũng Tàu, Đà Lạt, Hội Chánh. Tháng 10 có ngày 20. Tiền tươi vừa lãnh là bị tịch thu trên tay liền. Tháng 11 cũng ngày 20. Không phải cô giáo mà lúc nào cũng đòi có hoa. Noel 24 sắc bên. Cái đàm đẹp quá là gọi tên con liền. Nếu mà cảm thấy rất phiền thôi thì ở vậy, cho tiền cũng không yêu. Đúng nè, đúng nè. Hay quá mấy anh ơi. Ngày mai tôi sẽ cố quên người. Hey, cho dù người trắng quay về đây. Hey, ngày mai em sẽ rời xa tôi. Cho dù tôi vẫn còn yêu em. Hay không mọi người, hay ơi. Cho em xin mấy ngàn uống rượu em mấy anh. Không á. Vậy có cần điều vậy không? Nè, xin tiền ăn cơm uống nước thì cho, xin tiền tối thì ăn nhậu uống rượu uống bia không ai mà cho. À, con ba lùi này là cần cái gì xin cái đó nha. Ba lùi này là cái gì ra cái gì chứ không có cái gì ra cái đó. Bây giờ mỗi lần cuối có ai cho không để em biết em đi nè. Đi nha. Đi thiệt á. Má. Tụi ai mày? Em Hưng Đông đi cài bực. Em Hưng Đông đi cài bực. Má, em là một người nào cũng chết. Ủa con, cô có gia đình ở đâu mà sao tự nhiên long nha long nhong vậy? Trời ơi, chú bậy mới chuyện qua đây mấy ngày chú bậy không biết hết chứ. Bà ở đây đó giờ mà có mình nè, à, suốt ngày vậy á. Hình như con nghe là hồi xưa bà đẹp lắm. Mà từ khi bà lấy chồng á, bà bị chồng bà đánh giết rồi bà khùng vậy đó. Khùng long khùng á. Bà có chồng rồi nào? Con nghe nói là bà là hồi đó là ca sĩ nổi tiếng Sài Gòn lắm á. Bà tên cái gì à, tên Thảo. Chú Bảy. Trời ơi, mày đi chơi với bộ chú Bảy làm đi chết con hỏi. Cái này hả, cái này giờ mua đen đó con. Mua đen cái gì, con đen của mày gặp chú Bảy á. Rồi giờ sửa sao vậy? Thì mày không thích thì xuống chú sửa cho. Trời, cái này có nước cạo đầu chứ sửa được. Ờ gì để chú cạo. Thôi, thôi. Ui chú Bảy ơi, chú Bảy. Người ta nói không sai mà, đúng là của rẻ là của ôi mà. Giờ gặp chú cắt đầu như chó tám gì sao? Nè, mấy anh... Ủa? Thôi, bây giờ nè, con lấy về con tự sửa. Con mà sửa không được á, là con tịch thu dụng cụ gán của chú luôn. Nè chú Bảy. Con nghe nói là bả là hồi đó là ca sĩ nổi tiếng Sài Gòn lắm á. Bả tên cái gì... À, tên Thảo. Không lẽ... Ngày xưa tôi đã học cách để yêu một ai, chẳng quan tâm ngày mai. Để bây giờ có trong tay tất cả, nhưng lại chẳng có chúng ta. Đây đây. Điên làm gì? Ôi tụi bay sợ là tao không biết tụi bay yêu nhau à, đứng hù hít ngoài đường vậy mày. Thì không biết mấy lần hôn giữa đường vậy á. Tôi cho tụi bay là tao thấy cái cảnh này. À, anh yêu ơi, phải đặt mông con bé kìa. Con bé kìa. Dữ cha nội, xe chạy bộ cha chạy thở dữ vậy. Ờ hả. Ờ mà cô cho tôi hỏi. Quy. Sao đi? Về hả? Phải. Đi đâu vậy? Về nhà. Rồi sau đó? Đi làm. Không đi làm được không? Không đi làm anh nuôi tôi à?
lại có chuyện gì? Tôi nuôi cô. Bớ cao đá đi bà. Lạnh châu tinh trì quá rồi đó, ai quen biết ai đồ nuôi người ta. Ngọc Thảo, sinh ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần, là cô ca sĩ hàng đầu của vòng trà Mạc Si, mà có biết bao nhiêu đại gia Sài Gòn săn đón. Thôi còn mấy mẹ ca lẻ thì á, ca lẻ sao trời lắc, có tin không? Ngồi tả liệt sĩ bây giờ là có tin lập bể cái lần này luôn không? Đập đi chị, lập liền luôn. Thôi bớt bớt giùm con đi hai má. Bớt cái gì? Nội tôi nghe cái tên của ông thôi là tôi khó chịu rồi. Cái tên tôi sao? Cái tên tôi sao? Tên Đình Vũ mà bà đặt làm nhạc công nữa. Gáp lại coi, Liền Công nghe muốn dẹp cái quán người ta luôn hả? Trời ơi, hai má ăn uống gì mà nói chuyện vô duyên dữ vậy trời. Im đi. Trời lất ơi à, lì á nha, cái miệng lì hủ sâu lì mũ cỏn thế mà. Cái miệng thối á, hề lần có lời. Ủa vừa nói vừa dịch vậy luôn hả? Lúng giờ mình chửi là phải dịch cho hiểu, không thôi là mình tức lắm á. Hỏi tính ra biết nhiều thứ tiếng lắm luôn á. Trời cũng thường thôi, tại vì là bất kinh à, cũng phải biết tiếng này tiếng kia, giao lưu với khách chứ. Ủa giỏi quá. Friend chủ tiếp đi, bất ngủ lúng giờ nè. Nếu như không có danh sắc á thì là có nói chuyện. Đúng rồi. Một khi á mà mình lỡ làm nhạc công á thì ít nhất á là mình cũng phải là cha là vừa tài năng nè, giống như là anh Khắc Minh vậy đó. Ôi trời ơi, lắm lúc của bà tôi suy nghĩ trong lòng sao, tôi á tôi không biết ăn ăn cái gì á mà ăn là cha mà sữa ớt sữa lao luôn á bà. Đẹp thiệt không? Trời lắm, xạo làm chó đó. Trời lắm, anh Minh à, chó, anh chó. Trời lắm, anh Minh, sao tới sớm vậy? Anh Minh ăn gì chưa? Trời lắc ơi, lưu chen lường như vậy có mệt không? Không có mệt, mà bà nói tao mới mệt đó, tránh ra coi. Ê, trời lắc ơi, anh dậy. Tránh ra. Anh Minh, uno se luôn muôn tè. Ủa, là sao em? À, có nghĩa là anh Minh đừng có đánh đờn nữa, đánh em được không? Ai da? Má, sao ba đánh con? Thì mày mới mời tao đánh. Mời nè. Mời nè. Con có mời. Mời nè. Con không có. Mày liệu hồn mày nghe nha. Chén bát ly tách trong kia chất cao như núi, cái trong mày không rửa. Mày ra đây mày đứng mày dẻo trai là sao hả? Hay là bây giờ mày chờ tao vô đó tôi rửa hết cho mày, rồi cuối tháng mày lãnh lương hay cái gì? Ôi vậy thì má rửa đi. Gì? À, không, ý nói là chừng nào con rảnh con vô con rửa, mắc kỳ khôi quá à. Rồi chừng nào mày rảnh hả? Mày chờ tới khi tao lấy được chồng, tao đẻ được con, lúc đó mày mới rảnh hả? Má đẻ được nào? Thì đó, bởi vậy bây giờ cả đời tao không đẻ được là cả đời mày không rửa chén rồi hả con kia hả? Mày coi chừng nha, tao đuổi mày nha, mày cuốn gói mày về tà keo nha. Rửa đi rửa, thiệt mày má. Mày chửi gì tao đó? Chửi gì đâu? Tao nghe rõ ràng nha, mày chửi tao nghe. Không ai nói gì luôn. Mày đừng tưởng tao không biết nha, tao hiểu hết nha. Đừng có qua mặt tao nghe con bẹt ghê. Mẹ, người ta tên là bẹt ghê. Má kêu bẹt ghê như kêu chó vậy. Ủa thì tên mày bẹt ghê, tao kêu mày bẹt ghê chứ kêu mày bằng gì? Chừng là tao kêu chó, tao kêu gì nè. Anh Mơn, anh Mơn cười em. Cười gì mày? Mặt mày đã cười nữa. Ghét à? Ai vậy? Trời lắc ơi, biết fan cái kiểu gì vậy, mặt không được cười. Trời lắc ơi má, nó chửi hai má con của mình kìa. Không có, một mình mày thôi con, đừng kéo má vô. Sao? Nha. Cái gì vậy?
cái con quỷ kia. Cái con quỷ kia. Mày tính phá nát quán tao hay sao vậy? Mày tính phá nát quán của tao hay sao vậy? Tao trừ lương tháng này. Tao trừ lương mày tháng này. Phút này mượn. Trời đất là xóa lánh con. Ai muốn mày nhớ tao? Con Lăng Bình má mà. Tao không cần. Mày lo mày đi bán vé giùm tao cái đi. Trời đất ơi, bán vé cái gì? Một khi mà phạt Martin này đã ra tay, xin lỗi mấy nha. Lêm le là tôi đã bán lượt một vé rồi. Con điên. Trời ơi, sao má lánh tôi hoài vậy? Mày bán có một vé mà mày hãnh diện với tao đó hả? Mày nhìn đi, cái quán của tao nè, nó rộng như vậy nè, nó đẹp như vậy nè, mà mày bán được một vé, rồi tiền đâu tao trả tiền điện, tao trả tiền nước, tiền đó tao mua quần, mua áo, mua giày, mua dép, mua son, mua phấn, không, mua phấn, mua son. Trời ơi, chưa có nghe hết. Đúng là con bán lực một giá. Ừ. Nhưng mà cái một giá này là bao cả phòng trà luôn. Một giá bao luôn cả phòng trà. Đúng vậy. Một cho tất cả. Đúng. Trời ơi con ơi. Thương quá con ơi, thương quá. Giỏi quá, giỏi luôn. Ê, giờ này má thấy mày gọn nghe con. Cũng thường thôi. Vòng eo có chút xíu á. Là nghe nè, ngày mai má đưa con lên làm đầu trắng nghe. Thôi đi, đừng có ngọt ngào như vậy, tôi không có thích lâu. Tôi nói thiệt với má nha, nếu như mà tôi không có cái lâm mê á, là tôi không thể nào mà tôi trụ được cái phòng trà là lâu đó như vậy. Má biết. Bữa sáng là bán nhang ở trường Ngọc Hoàng. Thương quá. Bữa tối là tôi chạy booking. Giỏi quá. Nhưng cũng hay đó là phòng trà của chúng ta có cái bông hồng bóng lên Ngọc Thảo. Thì đó má lên biết. Là mà có cô Ngọc Thảo là lên nó xác lệnh là trà yeah. Má biết chứ. Chính vì vậy, má đã không tiếc tiền, tiếc công, tiếc của để mà lăn xê cho con Ngọc Thảo nó được như ngày hôm nay. Má lăn lưng. Nhưng mà má là, má cho con hỏi á, ví dụ như cỡ con á, là má lăn xê khẳng như tiền vậy? Thôi mấy bây giờ con xê ra đi để má lăn bột con được hơn đó, nghe. Lướt vô. Má coi thường tôi. Rồi một ngày má sẽ phải hối hận vì những cái lời nói là của má. Tôi hận má. Ghê không? Xê. Thì ta cũng chóng mắt ta coi, coi ta hối hận cỡ nào. Sức. Mình ơi, mình à, sao anh đâm em? Dạ, xin lỗi chị có sao không? Đâm thì thốn chứ sao. Chị này, cứ giỡn em qua. Lần này đến tới cần cổ luôn nha. Giỡn. Dạ. Mình nè. Dạ. À, đói bụng không? Cắt nước không? Để nói mấy đứa nó làm cái gì cho mình uống. Hay là ăn một cái gì đi nghe. Sao tự nhiên bữa nay tới sớm quá vậy? Tôi tới sớm tôi định tập bài cho Ngọc Thảo. Tại bữa nay định phá cách đệm violon cho Thảo hát, coi hiệu ứng khán giả sao. Coi vậy mà cũng là cái người thích phá này phá nọ. Mình thôn mấy bây giờ mình phá. Mày phá cách, phá cách đó má. Mày phá hả? Dạ. Mày nhắm mày phá bằng tao hung. Mày phá bằng tao hung. Hưng đàn con ơi. Hai cái con kia nó nói về mày đúng nghe. Nghe. Tao kêu Minh phá là phá tao, chứ không phải tao kêu mày phá của. Nè, lúc mày chưa vô đây làm đó, ở nhà mày là cái thằng phá gia chi tử. Mày phá không biết của cải tài sản của cha mẹ của dòng họ mày rồi. Mày năn nỉ mày xin tao vô làm cái quán này để mày kiếm tiền mày trả nợ. Mà bây giờ mày muốn phá, mày muốn phá cái gì? Mày muốn phá cái gì? Ừ nè con má ơi. Tôi má con mới tới. Con sang quá, má thương con, má thương con, má thương con. Mình tập đi anh Minh. Quê quá. Mình đứng mình nói chuyện mà không ai thèm nói chuyện với mình. Cứ như người vô hình, hai đứa nó nhìn xuyên qua mình luôn. Thôi hai đứa cứ tập đi nghe má đi. Đó, bây giờ đứng đây y chang như cái màn sân khấu. Không biết đâu là má, đâu là màn. Thôi kéo màn vậy. Mình tập đi anh Minh. Ừ.
rồi có định tập không hay ba? Có tập. Ngày xưa tôi đã học cách để yêu một ai, chẳng quan tâm ngày mai, để bây giờ có trong tay tất cả, nhưng lại chẳng có chúng ta. Thà rằng anh cứ như thế lặng im nhận ra phút giây quan trọng nhất, thấy em hạnh phúc trong anh cũng vui rồi, dù người khác. Em tại sao làm thế với tôi, bấy lâu thời gian trôi tôi chót thương em rồi. Em muốn bên tôi nhưng khi em cần người thay thế thôi, hóa ra bên tôi em lại khóc vì anh ta. Vì chúng ta là bạn thôi nên em không ngại bên tôi kể những câu chuyện đơn côi, của em cũng là của tôi. Nhìn giọt nước mắt đâm rơi trong tôi, cảm thấy lại đau như chính mình. Nói ra thì mất hết tất cả, vậy nên buộc phải lặng thinh. Ngày xưa tôi đã học cách để yêu một ai, chẳng quan tâm ngày mai, để bây giờ có trong tay tất cả, nhưng lại chẳng có chúng ta. Thà rằng anh cứ như thế lặng im nhận ra phút giây quan trọng nhất, thấy em hạnh phúc trong anh cũng vui rồi, dù người khác khiến tim này vỡ nát cũng chẳng sao đâu. Trang điểm rồi, thay đồ nó là xong mà. Trời đất ơi, nhưng mà bây giờ người ta là tới bãi xe rồi, lên liền bây giờ đó. Chết cha rồi, xin lỗi em. Nãy giờ lo tập tành, không có lo nhìn giờ. Giờ sao? Hey, cũng lạ lên lúc phẹt mơ tư dẹp bạc dê, gia tài. Dạ, Madame Bùi xin hân hoan chào đón tất cả quý vị quan khách đến với phòng trà Merci của chúng em. Và đêm nay, phòng trà Merci rất vinh dự khi được chào đón đại thiếu gia, đại bảo. Và bây giờ, chương trình đặc biệt chào đón đại thiếu gia xin được phép bắt đầu. Bà nói với tôi làm sao? Bữa nay là có Ngọc Thảo tôi mới bao nguyên cái phòng trà này. Rồi bây giờ Ngọc Thảo đâu? Bà đưa hai cái cục cọc gì vậy? Anh ơi bớt giận anh ơi. Anh ơi à, thiệt ra tụi nó cũng là ngọc đó anh. Ngọc gì? Ngọc trong đá. Đó đâu mà bây giờ. Anh ơi đừng có giận mà. Không phải đâu. Thường thì là mở màn cóc ổi cam sành, táo lê thì sẽ để dành về sau. Còn tâm trạng làm thơ hả? Dạ. Đốt quán. Mấy đứa xuống rót rượu chẳng coi. Dạ. Trời ơi, anh Đại Bảo thơm quá à. Sao lắm anh ơi, Đại Bảo xài cái mùi gì mà thơm dữ vậy? Ngu quá, cái này là xà bông cục quá. Thầm bảo cho con cục đi. Không phải mùi xà bông cục đâu. Chứ mùi gì? Mùi xăng đó. Đốt quán đó. Chạy đi,
Chạy đi thành heo quay bây giờ. Trời ơi Thảo ơi, mày ra mày hát liền đi con ơi, người ta đốt quán mình kìa con ơi. Em không ngại bên tôi kể những câu chuyện đơn côi của em cũng là của tôi. Nhìn giọt nước mắt em rơi trong tôi cảm thấy lại đau như chính mình. Nói ra thì mất hết tất cả, vậy nên buộc phải lặng im. Ngày xưa tôi đã học cách để yêu một ai, chẳng quan tâm ngày mai, để bây giờ có trong tay tất cả nhưng lại chẳng có chúng ta. Thà rằng anh cứ như thế lặng im, nhận ra phút giây quan trọng nhất, thấy em hạnh phúc trong anh cũng vui rồi. Dù người khác khiến tim này vỡ nát cũng chẳng sao đâu em. Có một chút vốn gì anh đã tập quên, mất mất trong lòng anh, còn lại trong anh chuỗi ngày con tim đau đớn khi buông bàn tay. Thà rằng anh cứ như thế lặng im, nhận ra phút giây quan trọng nhất, thấy em hạnh phúc trong anh cũng vui rồi. Dù người khác khiến tim này vỡ nát cũng chẳng sao đâu. Bụng cũ soạn lại là bị tạ axit bị quánh ghen ở đây nữa chứ. Ê khoan khoan đi, Ngọc Thảo của tôi đâu? Ngọc Thảo rồi. Ê rồi vợ tôi đâu? Trời ơi, được biết là chị nhà anh chị cái mảnh gì đó, chị ghen dữ lắm. Có khi nào chị bắt cóc con Thảo mang đi cạo đầu bôi vôi rồi thả về chuối rồi xong được không? Tụi mày đứng đó làm cái gì nữa, đi kiếm mà hai lẻ lên. Đi kiếm. Em thương mến, nghe đồn em đang qua lại chồng chị. Dạ, em không có. Em đừng có xạo. Chị sai rồi, xạo là ít sờ chứ không phải ớt sờ. Chị du học bên Tây về, hỏng lẽ phải nhờ một con buôn hương bán phấn như em sửa. Bán không có g nha chị, bán có g là bán bổ cha mẹ, bán bổ trời đất chị nha.
chèn đét ơi. Hai đứa ngồi cự lộn với nhau, cứ ngồi nói dòng cho như rạch cái tắc vậy đó. Lỗi của mình thì mình không nhận, mà cứ đi sửa lỗi chánh tả của người ta thôi. Lỗi là tại chị, tại sao có miệng lại không nói mà phải viết thư? Hạng như em xứng đáng nói chuyện với chị sao? Hạng như chị chính tả còn sai thì làm sao chuyện đời chị phân biệt được phải trái? Ngon. Em ngon lắm, em ngon bá cháy bồ chét luôn. Nếu như em đã giỏi như vậy, chị nhờ em ôn lại bản chữ cái giúp chị được không? Dạ được. Sao chữ A là chữ gì? A với Á đúng rồi. Chữ cuối là chữ gì hả em? Mày làm cái gì vậy? Thảo ơi, em bị sao vậy? Em bị sao không? Tỉnh đi Thảo. Thảo, tỉnh đi em. Thảo, Thảo. Hình ảnh đó như ăn sâu vô xương máu của anh nè. Bao nhiêu năm qua anh cứ tìm kiếm em suốt. Khùng quá cha. Lộn người rồi cha nội. Tôi không phải là người ông tìm. Thảo à, anh biết em mặc cảm không dám đối diện với anh đúng không? Em đừng có lo. Giờ tàn phế rồi, anh xin nhận về làm báo vật. Tôi giật ông tàn với nha. Tôi không nể ông cứu tôi là nãy giờ tôi không đứng đây nghe ông kể tùm xà ba láp đâu. Tôi là ba lùi, không phải là Ngọc Thảo. Thảo, một cái tên ba má mày đặt cho mày xấu lắm hay sao mày lên Sài Gòn mày đổi thành ba lùi? Hả? Quỳ xuống cho lòng, quỳ xuống. Cái gì vậy ba? Ba nó xấu lắm, tội mày xấu lắm hay không? Trời ơi, chết tôi. Tôi. Chết chết tôi. Chị ơi, anh ơi. Trời, Minh ơi là Minh. Anh Minh ơi, mới mới là anh dọn ở lâu vậy, vợ chồng của em á tìm anh muốn chết luôn á. Ủa, anh chị quen ông này hả? Nãy giờ ông nói khùng nói điên cái gì tôi không hiểu hết trơn. Xin lỗi chị nghe, ông bị manh man. Ngày xưa là cũng đau khổ vì chị tình yêu đó. Rồi bây giờ á, cứ nửa tỉnh nửa mê. Trời ơi, bây giờ gặp ai là cũng tự nhận là bồ cũ, người yêu cũ hết trơn á, khổ lắm chị ơi. Đúng là không có cái khổ nào mà bằng khổ vì tình á đó. Thật là tên nhiều khổ. Thảo, Thảo ơi. Minh, Minh ơi, bình tĩnh đi mà. Minh, 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 Minh. Trời ơi, sao mà đánh người ta vậy? Trên cuộc đời này, có lắm lúc chúng ta biệt phải lặng im. Ngày xưa tôi đã học cách để yêu một ai, chẳng quan tâm ngày mai, để bây giờ có trong tay tất cả. Nhưng lại chẳng có chúng ta, thà rằng anh cứ như thế lặng im nhận ra. Phút giây quan trọng nhất, thấy em hạnh phúc trong anh cũng vui rồi, dù người khác. Em tại sao làm thế với tôi, bấy lâu thời gian trôi.